Ai Cập cổ đại là một trong những nền văn minh xuất hiện sớm nhất và bí ẩn nhất trong lịch sử nhân loại. Khi nghĩ đến Ai Cập, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh những kim tự tháp hùng vĩ cùng câu chuyện rùng rợn đầy xác ướp. Với chiều dài lịch sử hơn 4.000 năm, quả thật còn vô số câu chuyện huyền bí mà nhân loại chưa thể khám phá hết về nền văn minh bí ẩn này. Người Ai Cập truyền nhau một bí mật dưỡng sắc để được đẹp như nữ thần của họ. Mãi đến cuối thế kỷ 20, bí mật này mới được giải mã ở Pháp. Trong lúc nghiên cứu, các nhà khảo cổ học đã phát hiện thấy nhiều hài cốt của những người Ai Cập thuộc tầng lớp quý tộc có chứa thành phần của vài nguyên chất. Hóa ra, người xưa đã khâu những sợi chỉ vàng rất nhỏ xuống dưới đáy da để làn da trẻ mãi. Bên cạnh bù chú về sự báo thù, tiêu biểu là lời nguyền Pharaoh, thì người Ai Cập còn nổi tiếng về tài chế tạo bùa yêu. Họ có rất nhiều cách thức chế tạo bùa yêu đã được ghi chép lại ở nhiều cuốn sách cổ. Nếu muốn một ai đó yêu mình mãi mãi mà không được như ý nguyện, thì họ sẽ chế tạo một hỗn hợp đặc biệt và pha vào nước cho đối phương uống. Ngay lập tức, người kia sẽ yêu thương người bỏ bùa và theo người đó mãi mãi. Có rất nhiều loại tình dược khác nhau, tình dược mê hoặc người lần đầu gặp hay tình dược níu kéo người yêu. Không chỉ có những loại tình dược, người Ai Cập còn có các loại bùa chú tình yêu mang những mục đích khác nhau, dựa trên các ký hiệu hình vẽ khác nhau. Ngoài việc mang lại tình yêu cho những người độc thân, phước lành cho những cặp đôi đang yêu nhau, bùa chú của người Ai Cập cổ còn có khả năng khiến họ chia tay, hoặc đôi khi những loại bùa chú này còn được sử dụng để cố gắng nhìn thấy tương lai hoặc chữa lành các loại bệnh tật. Người Ai Cập yêu thích tất cả các loài động vật, trong số đó mèo là loài động vật thiêng liêng nhất, đóng vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân nơi đây trong suốt một thời gian dài. Sở dĩ như vậy là vì người Ai Cập cổ đại tôn thờ nữ thần hoàng hôn Bastet có biểu tượng là một con mèo, và nếu như có hỏa hoạn xảy ra trong nhà thì mèo sẽ là ưu tiên hàng đầu được cứu ra. Khi một con mèo chết, mọi thành viên trong gia đình sẽ để tang bằng cách cạo lông mày của mình. Họ làm như vậy nhằm thể hiện nỗi buồn đau khi con vật linh thiêng qua đời. Nếu ai đó sẽ chết một con mèo, thậm chí một cách vô ý, người đó cũng sẽ phải đối mặt với sự giận dữ của đám đông dân chúng Ai Cập. Theo đó, người này sẽ bị trừng phạt bằng cách bị ném xuống một hố đầy rắn độc. Người Ai Cập cổ đại còn ướp xác và chôn cất mèo chết tại một nghĩa trang dành cho loài mèo cùng với xác ướp của những con chuột. Năm 1888, một nông dân phát hiện 80.000 xác ướp mèo trong một ngôi mộ lớn. Đây là một trong những hiện vật có giá trị vô cùng lớn để phục vụ công tác nghiên cứu, tìm hiểu cuộc sống của người dân Ai Cập thời xa xưa. Lời nguyền của Pharaoh là sự ám ảnh đáng sợ nhất trong cái câu chuyện bí ẩn về Ai Cập. Niềm tin về lời nguyền được lan truyền rộng rãi từ năm 1922. Đó chính là thời điểm nhà khảo cổ học Howard Carter và nhà tài trợ của ông Lord Carnarvon khám phá ra lăng mộ cổ của vị Pharaoh Tutankhamun tại phân lũng của các vị vua. Sau niềm vui mừng khi phát hiện khảo cổ chấn động thế giới, hàng loạt những cái chết ly kỳ và rùng rợn xảy đến với các thành viên trong đoàn khảo cổ và những người có liên quan. Người ta nói rằng đó là sự trừng phạt của Pharaoh cho những ai xúc phạm giấc ngủ ngàn năm của ngài. Điều đặc biệt, sự trùng hợp về cái chết của những nạn nhân ít nhiều được có dấu vết của lời nguyền được khắc trong mộ của Pharaoh. Thậm chí, lời nguyền ma lực đó còn được coi là nguyên nhân thần bí gây ra vụ đắm tàu Titanic, một trong những sự kiện chấn động nhất thế kỷ 20. Có rất nhiều giải thích theo hướng khoa học cho lời nguyền của Pharaoh. Tuy nhiên, đến tận ngày nay, câu chuyện đáng sợ về lời nguyền Pharaoh Ai Cập vẫn là sự cản trở cho những nhà khoa học mong muốn khám phá nhiều hơn về Ai Cập cổ đại. Chúng ta có thể thấy những vị thần quan trọng nhất trong tín ngưỡng của người Ai Cập cổ đại đều là những vị thần bán thú, thân người nhân đầu động vật. Ví dụ như thần Anubis, thần chó rừng cai quản xác ướp, thần hoàng hôn Bastet, nữ thần đầu mèo, thần Isis, nữ thần đầu bò trông coi bà mẹ và trẻ em. Một trong những lý giải cho việc tôn sùng các vị thần dưới hình thức bán thú là vì người Ai Cập cổ đại có cuộc sống gắn bó với thiên nhiên và họ tin vào sức mạnh của tự nhiên. Chính vì việc tôn sùng các vị thần, người Ai Cập cũng tôn vinh và thờ phụng nhiều loài vật như mèo, chó, khỉ, sư tử, cá sấu, rắn hổ mang, vì họ cho rằng chúng là sứ giả hay hóa thân của thần thánh. Bất kỳ ai xúc phạm hay giết hại những linh vật được thờ trong các ngôi đền thần đều phải chịu những hình phạt giả mang vì tội xúc phạm thần linh. Kim tự tháp là một trong những công trình kiến trúc vĩ đại nhất trong lịch sử loài người, và có rất nhiều bí ẩn được đặt ra xung quanh việc làm thế nào để người Ai Cập cổ có thể xây dựng được kỳ quan bậc nhất như thế. Công trình vĩ đại này được xây dựng từ những khối đá thiên nhiên nguyên khối, nặng khoảng hơn chục tấn và chúng được điêu khắc thành những khối vuông với kích thước giống nhau. Điều bí ẩn mà các nhà khoa học ngày nay vẫn còn đang tìm một lời giải thấu đáo nhất chính là làm thế nào mà người Ai Cập cổ đã vận chuyển và ghép những khối đá nặng như thế lên vị trí chính xác rồi gắn kết chúng với nhau. Có một số người tin rằng người Ai Cập đã được tiếp xúc với người ngoài hành tinh. Một trong những lý giải là vì bức ảnh chụp từ sao hỏa của NASA. Bên trong bức ảnh là một công trình được cho là kim tự tháp trên bề mặt sao hỏa. Sự việc này dấy lên luồng sóng tranh luận trong giới khoa học hiện đại. Có thật hay không sự việc các kim tự tháp ở Ai Cập là chế tác của người ngoài hành tinh?
Điều này có lẽ đã xúc phạm đến các di sản của người Ai Cập cổ đại, trong khi kim tự tháp Giza được cho là thành tựu toán học đáng kinh ngạc, công trình của các nhà thiên văn học, các học giả và các kiến trúc sư thời cổ đại. Có rất nhiều giả thuyết lý giải cho vấn đề này, các nhà khoa học đang không ngừng nghiên cứu để đưa ra đáp án hợp lý nhất. Và chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể vấn đề ai là người đã xây kim tự tháp Giza ở video tiếp theo trên kênh Bốc Khám Phá Channel.